Wow, các tình yêu. Hôm nay là hàng về nhập ngập công ty luôn nha cả nhà. Năm màu son mới là về hết rồi nha. Đây, các nhân viên ngày thứ bảy mà cũng vẫn phải cực lực làm việc đây cả nhà. Đợi em xíu, đợi em xíu. Bạn bên ngoài cầm cầm. Ok. Trời ơi, hôm nay đáng lý em cũng được nghỉ nữa. Em ở nhà em đọc kinh mà cuối cùng em nhận được thông báo là hàng về, mừng quá chạy lên công ty liền, thấy các bạn đang làm việc đây cả nhà ơi. Đợi em chút chiếu nha, em khoe với cả nhà nha, năm màu son mới. Năm màu son mới mới nha chứ không phải là năm màu son cũ nha. Từ 06 cho đến 010 là về tới Việt Nam rồi nha, hiện bây giờ là đang ở tại công ty của em nha. Đó, cả nhà mình bữa giờ hot hot mấy cái màu trend nè. À, màu cam đất nè ha, màu đỏ gạch cua nè ha. Rồi màu nude nè, rất rất là nhiều luôn đây cả nhà ơi. Trời ơi trời ơi, ê hề ê hề. Về ê hề đó, mặc đang mặc đồ nó cũng chạy lên công ty luôn. Đây các bạn đang dán tem phụ đây, tất cả đều là hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc nha cả nhà nhé, chứ không phải là đó, các bạn đang dán tem đó, tem phụ đó, các bạn thấy không? Rất rất là nhiều. Trời ơi ê hề luôn nha. Đó, cả nhà thấy không? Tất cả hàng của tụi em đã về đến đã cập bến tại công ty rồi. Các nhà phân phối mình là lên đơn liền lập tức nha. Một lát nữa đây Kim Anh sẽ thử năm màu màu son mới và màu soi món. Nói hồi bị lẹo lưỡi. Đây cả nhà coi nè. Đó, năm màu để sẵn năm màu đây nè. Tất cả các thùng đều về hết rồi nha cả nhà. Nói chung là về trong vòng một nốt nha là sẽ hết ngay, hết bay và luôn, nhanh và luôn nha các chị em nhà phân phối ơi, lên đơn liền, lên đơn liền. Năm màu son mới, đỏ cam nè, đỏ cam nè, rồi đỏ gạch cua nè, màu cam cà rốt nè, màu nâu nè, màu nude cam đất nè, màu nude đất nè, màu nâu đất, rất là nhiều. Và đặc biệt nha, cái màu mà Kim Anh thích nhất đó là màu này, màu hồng phát quang. Màu hồng phát quang cả nhà ơi, về ê hề luôn, dễ sợ không? Đây cho cả nhà coi nè, đó coi, đi dọc hết nguyên dãy công ty luôn, tất cả hàng đã về đến nhà, đã về đến công ty Laura Sunshine nha. Các bạn đang làm cực lực, làm hết tốc lực đó. Năm màu son mới đó, coi nè, thùng này dán tới chừng nào luôn. Nhưng mà cũng phải dán, mình phải đúng theo quy định của pháp luật đó, chứ không có bậy bạ được đó, thấy không? Cả nhà cũng biết là hàng nhập khẩu là phải có tem phụ mà, đúng không? Cho nên là tất cả đều phải làm theo đúng quy trình, và hiện bây giờ công ty của em đang làm đúng quy trình và đang sẵn sàng chờ đợi các nhà phân phối nha. Cái nhà phân phối lên đơn liền nha, để cho các chị em mình có son mới để sử dụng nha. Năm màu son cũ thì đợt trước Kim Anh đã nói rồi, có không? Hôm nay bây giờ Kim Anh sẽ test năm màu son mới cho cả nhà coi luôn. Đây, vô đây. Tôi sẽ test năm màu son mới cho cả nhà coi nhé. Trời ơi nôn quá trời, bữa nay hàng mới về nè. Bữa nay mới bắt đầu chính thức là cho cả nhà coi năm màu son mới của em nha. Trời ơi cưng vô cùng tận. Bây giờ nè, cái màu này của em á là em xài màu thử, mẫu thử nè cả nhà, mẫu thử nè. Bây giờ em sẽ chùi đi, em sẽ đánh năm màu son mới này cho cả nhà coi. Đây. Ui ui ui. Năm màu son mới và một cây dưỡng nha cả nhà nhé. Ui trời ơi cưng ghê không? Đây màu mà em cưng nhất đó là màu hồng phát quang. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, năm màu này á là năm màu mới tinh của Laura Sunshine 06, 07 và 08, 09, 010 và một màu màu một cây dưỡng nha. Đó, một cây dưỡng. Rồi, đây là năm màu cũ của Nhật Kim Anh. Đây là năm màu son cũ và đây là năm màu son mới. Cả nhà thấy không? Năm màu son cũ nè. Các bạn lấy năm màu son cũ này để phối hợp với năm màu son mới này cũng cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ nhá, Kim Anh sẽ test cho cả nhà coi năm màu son mới nhé. Đây. Đầu tiên Kim Anh sẽ test màu
Màu 010. Màu 010 thôi, màu 06 trước đi. Màu 06 trước đi. Test màu 06 trước nha. Đây màu 06 là màu đỏ cam. Màu Pinchy 06, Pinchy 06. Đây nhá, màu đỏ cam. Ôi tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời. Trời ơi tôi nôn, bữa giờ tôi chờ son về muốn xỉu. Mà bữa nay nó mới về nè, ngập công ty luôn. Đang ở nhà, đang ở nhà, đang chuẩn bị tập kinh. Tự nhiên nghe son về, lật đật chạy lên công ty liền lập tức. Bây giờ năm màu son mới và một cây dưỡng này, Kim Anh sẽ test cho cả nhà coi nhá. Đây, năm màu son mới và một cây dưỡng. Kim Anh sẽ chùi cái màu son cũ của Kim Anh đi nè. Đó, cả nhà thấy không? Kim Anh cũng phải chùi bằng cái tẩy môi của Laura Sunshine nhá. Rồi, sau đó Kim Anh sẽ phủ phấn lên. Phủ phấn lên. Đó. Và sau đó mình sẽ xài thử cây này mới để dành, lấy cây cũ ra xài. Đó. Đây là son dưỡng. Cây son dưỡng của bên nhà Kim Anh này đã chống nứt nẻ môi. Và đặc biệt các chị em mình ở khu vực như là khu vực lạnh á, thì mình sử dụng là bảo đảm luôn. Nó thứ nhất là nó bảo vệ cái da môi của mình không bị tróc. Thứ hai nữa là nó chống cái nứt nẻ đó cả nhà. Những ai ở khu vực lạnh là rất là cần cây son dưỡng này nha. Cây son dưỡng này rất là cần luôn. À, mình sẽ đánh một lớp nhẹ thôi. Tại vì nó có một cái chất dưỡng á, dầu thực vật á, cho nên là nó sẽ giúp cho cái môi của mình á, nó có một cái lớp bảo vệ. Sau khi một cái lớp bảo vệ rồi, mình đánh một cái lớp son dưỡng bảo vệ rồi, mình sẽ đánh cái màu son này là của Kim Anh lên. Son của Nhật Kim Anh là được chiết xuất thiên nhiên từ sáp ong tự nhiên và dầu thực vật, thêm một chút bột ngọc trai và cao lanh để giúp cho tẩy tế bào chết môi luôn. Nhưng mà dĩ nhiên không phải lúc nào nó cũng tẩy nha. Rồi bây giờ Kim Anh thử cái màu đầu tiên, đó là màu 06, màu cam. À, màu đỏ cam. Màu đỏ cam còn có thể gọi là màu đây. Đây là màu đỏ cam nha cả nhà. Rất là dễ thương, các bạn có thể đánh lòng môi. Đó. Và nhớ giùm Kim Anh nha, luôn luôn là trong cây son của bên Nhật Kim Anh là có cái chữ NKA nè, tên Nhật Kim Anh nè, thấy không? Hôm nay Kim Anh đập hộp nó luôn. Trời ơi, ghiền quá. Cả nhà thấy không? Màu này là màu 06 nha. Màu đỏ cam, còn gọi là màu đỏ gạch cua đó. Đó. Cả nhà thấy không? Đó, đây là màu 06 nha. Luôn luôn trên cây son của Nhật Kim Anh có chữ ký của Nhật Kim Anh nè. Đó. Trước là chữ Laura Sunshine, phía sau là chữ ký của Nhật Kim Anh nhé. Và ở trên thân cây son lúc nào cũng có chữ NKA. Đó, để tránh hàng giả nha cả nhà nhé. Và cây son này của Nhật Kim Anh á, cam kết không chì nhé. Cam kết không chì, cho nên các chị em mình sử dụng xong, các chị em ăn uống thoải mái, không có sợ là nó chì càng mỗi ngày nó đóng vào trong cơ thể của mình. Nhớ nha, và Kim Anh khuyên chân thành luôn, các chị em mình mua son á, nên mua ở những nơi uy tín và thật sự chất lượng, chứ đừng có mua hàng trôi nổi hoặc là son handmade. Nó rất là nguy hiểm và thậm chí là lỡ loét môi luôn, rất là nguy hiểm nha cả nhà nha. Rồi đây là màu 06, Kim Anh đã test xong. Bây giờ Kim Anh sẽ test tiếp màu 07. Đâu màu 07. Để test thứ tự cho cả nhà coi luôn. 010 07 08. À màu 07 vậy là nó là màu 07 là màu Kim Anh yêu thích đây. Nó là màu hồng phát quang, còn có thể là neon màu hồng, rất là dễ thương, sexy. Nhưng mà lưu ý nhớ giùm Kim Anh, màu khi mà đã mà sử dụng màu phát quang á thì các bạn phải make up nha. Kim Anh đánh sơ sơ thôi. Đó. Màu phát quang mà được trước Kim Anh có chia sẻ với cả nhà mình rồi đó. Thì hôm nay Kim Anh test luôn cho cả nhà mình coi màu số 07 nha. Màu 07 là màu hồng neon, còn có thể gọi là màu hồng phát quang. Đối với Kim Anh là đây, cây son của Kim Anh nó là như vậy. Nhìn ở trên này nó không có đẹp như ở ngoài nó đẹp lắm. À, và đợt này nha cả nhà. Đó, luôn luôn là như vậy. Cả nhà thấy không? Đẹp không? 350 một cây nha, 350 một cây các bạn ơi. Đây cái chữ NKA nè.
Kim Anh sẽ đánh cái màu son lên cho cả nhà coi. Rất là ngọt ngào, màu rất là đẹp nha cả nhà. Màu dễ thương không? Màu này hồng, hồng phát quang của nó rất là dễ thương luôn. Đó. Đó, đây là màu 07 nha cả nhà. Mà cái da môi của mình á, nó rất là mịn. Chứ tuy rằng nó lì nhưng mà nó rất là đẹp, chứ nó không bị khô giống như những cái son khác. Đánh lên là nó khô que, khô quắp, cái môi mình rất là khó chịu. Còn cái này cái môi mình nó vẫn mướt, vẫn mượt nhưng mà vẫn lì nha. Đây là màu 07. Màu hồng. Kim Anh gọi là màu hồng phát quang á. Cả nhà thấy rồi ha, đó là màu 07 Kim Anh đã test xong. Bây giờ Kim Anh sẽ test màu 08. 350 nha cả nhà, 350 một cây. Rồi bây giờ màu 08. Màu 08 là màu màu cà rốt. Màu cam cà rốt. Đó. Màu này còn đẹp dữ thần nữa. Màu này rất là dễ thương. Đó. Màu này đang trend nha, đang hot trend nha cả nhà. Tại vì hôm nay Kim Anh bận bộ đồ này cho nên là các bạn nhìn thấy cái màu nó không được như nó phù hợp với lại cái không khí và cái môi trường mà Kim Anh bận bộ đồ này, cho nên là các bạn chỉ nhìn khuôn mặt Kim Anh và cái môi Kim Anh thôi nha, đừng có nhìn cái người Kim Anh nha, nó không phù hợp với cái màu son. Ok. Đó. Đây. Màu cà rốt. Dễ thương không? Màu này hiện bây giờ đang rất là hot. Các bạn biết là màu này cực hot luôn. Đẹp lắm nha. Cả nhà nhớ lưu ý giùm Kim Anh là luôn luôn là phải thấy cái chữ Laura Sunshine nè, phía sau là có chữ ký của Nhật Kim Anh. Bên trong cây son luôn luôn phải có cái chữ NKA như Kim Anh đã nói nha. Thì nó là hàng chính hãng của Nhật Kim Anh. Và nhân đây thì Kim Anh cũng rất là sorry những khách hàng nào mà vừa rồi bị sự cố cái vỏ son nó bị xúc ra thì cũng không sao. Cứ sử dụng và không quan trọng bằng cái ruột ở bên trong nha. Còn lần này thì Kim Anh cam kết luôn chắc ăn 100%, tại vì các bạn thông cảm là cây son á, mình làm bằng tay, mình không làm bằng máy. Và khi mà mình làm bằng tay á, thì có những cái sơ sót thì bên công ty sẽ bù đắp cho cả nhà mình nha. Rồi, bây giờ đây là cây son 08. Đã tới cây son 08 rồi, bây giờ sẽ là cây son 09 nhé. Rồi, Kim Anh sẽ chùi. Cả nhà thấy không, có một miếng bông gòn này thôi mà cái chai tẩy môi của Kim Anh á là sử dụng là đâu có bị tốn nhiều đâu, thấy không? Chỉ cần một miếng là xịt vô có chút xíu thôi đó. Đây. Tại vì cái dầu tẩy trang này tuyệt vời lắm cả nhà. Đi nhẹ cái là nó sập bách rồi nè ha. Đó. Chứ nhiều khi mình xài son lì á mà mình không chùi bằng dầu tẩy trang á là cái môi mình nó rát lắm, mà nó dễ bị bong chóc nữa. Đó, bây giờ thì Kim Anh sẽ test thử cho cả nhà mình coi màu 09 nha. Màu 09. Màu 09 là màu cream. Màu cream tức là màu đỏ cam rồi phải không? Màu gạch cua. Đây. Này. Màu 09 đúng rồi. Màu đỏ gạch. Cả nhà thấy không? Nó hơi gạch. Đó. Đây là màu đỏ 09 hả bạn? Màu 09.
Màu không chính là màu green, màu đỏ gặp pha giữa cổ điển và hiện đại mang sức hút khó cưỡng. Đúng thiệt là sức hút khó cưỡng đúng không? Đó, nhìn rất là tuyệt vời nha cả nhà. Sau khi mà mình đánh xong á, mình có thể phủ cái vành môi mình lại. Đó, để cho nó lan lan vậy nè. Thì nhìn cái môi của mình nó sẽ cute hơn. Nhớ nha cả nhà. Hồ Thanh Thiện, em muốn tư vấn gì nè? Đây là màu 09 nha, màu 09, màu đỏ gạch. Màu đỏ gạch nha cả nhà. Rồi, bây giờ Kim Anh sẽ chốt một màu nữa. Dĩ nhiên trong 5 màu son của Nhật Kim Anh và một cây son dưỡng thì cả nhà mình có thể phối hợp với lại 5 màu cũ của bên Nhật Kim Anh nữa. Mình sẽ phối ví dụ như màu hồng da, mình sẽ đánh ở dưới rồi mình sẽ đánh lòng môi của cái màu cam cà rốt, hoặc là mình đánh lòng môi của cái đỏ gạch cua hoặc là đỏ cam. Thì như vậy thì các bạn 10 màu son các bạn cũng có thể chế tác nó ra thành 15 đến 20 màu son rồi. Nhớ nha. Đó, đây là màu đỏ gạch cua, màu The Cream số 09. Nhớ nha. Bây giờ Kim Anh sẽ tiếp tục test màu cuối cùng, đó là màu 010. Và bên Nhật Kim Anh thì chỉ ra 10 màu thôi. 10 màu này là tuyệt vời nhất. Đó, đây. Chỉ cần một giọt thôi, cả nhà thấy không? Chỉ cần một giọt thôi. Đó, ợt giọt tẩy trang mắt môi của bên Nhật Kim Anh. Đó, cái này mình có thể tẩy mascara và môi xong liền. Nhớ nha. Như vậy thì các bạn sẽ không bị đau, không bị rát, và thậm chí là nó đi rất nhanh, nó gạt bỏ bụi bẩn rất nhanh. Rồi, bây giờ Kim Anh sẽ test màu số 10, màu cuối cùng trong bảng màu 5 màu mới nhất của bên Nhật Kim Anh. Hôm nay đập hộp, đập thùng, đập tè le. Đây, ngày hôm qua mới khoe hà mà chưa có màu để mà khoe với cả nhà, nhớ không? Ngày hôm qua Kim Anh mới vừa livestream nhớ không? Mà cuối cùng hôm nay á mới vừa về tới luôn. Đây là màu số 010 nha cả nhà. Đấy. Màu 010. Bao nhiêu một cây? Dạ 350 một cây ạ. Đây, màu 010 là màu Victoria ha, màu nâu đất. Màu nâu đất nha cả nhà, màu ni nâu đất. Chính xác của nó là màu ni nâu đất. Đây, Kim Anh đánh thử cho cả nhà coi nhé. Thấy không? Nhìn nó rất là cute luôn á. Đó, cả nhà thấy không? Màu rất là dễ thương. Chứ chị em mình xài, nhiều khi mình xài màu đỏ hay là màu hồng cánh sen riết rồi nó bị nhàm chán. Đôi khi mình cũng phải phá cách và mình cũng thay đổi cái màu son của mình đi một chút. Đó cả nhà. Đó, sau khi mà mình đánh son xong thì mình bắt đầu mình lấy cái phấn á, mình phủ lại chút xíu để cho nó lan lan vô bên trong á, nó lan lan vô bên trong thì cái môi mình nó sẽ rất là đẹp. Đó cả nhà thấy không? Đó, màu này là màu số 10 nha cả nhà. Màu số 10, màu nâu đất. Màu ni nâu đất. Cả nhà mình vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối, Kim Anh không bán lẻ. Chính vì vậy cho nên các bạn vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối để mua liền 5 màu son mới đập hộp của Nhật Kim Anh nhé. Màu này thì cực kỳ là cá tính và thậm chí là nhìn nó có một cái gì đó nó rất là cute và nó đem lại một cái sự biến hóa đa dạng ở trong thời trang của mình. Thì ví dụ như các chị em mình xài màu đỏ riết rồi nó nhàm chán thì chị em mình nên thay đổi màu son nha. Đúng rồi, son đẹp mê ly luôn á Nguyễn Ái Loan ơi. Trời ơi, ngày hôm qua chị livestream là chị chưa có son để chị khoe đúng không? Hôm nay mới vừa về là chị nhào lên trên công ty liền. Mới vừa về tới công ty luôn nha. Màu nâu đất 350 hết luôn, tất cả đều là 350 một cây hết nha cả nhà. Đúng rồi, rất rất là hợp luôn. Đó. Đây. Bây giờ cho cả nhà mình ngắm nhìn lại 5 cây son màu mới của Nhật Kim Anh nha. Màu Kim Anh mới vừa đánh nè, màu nâu đất nè. Đó, màu cam cà rốt nè. Màu đỏ gạch cua nè. Màu đỏ cam nè. Và màu hồng phát quang. Đây là 5 màu mới tinh của bên Nhật Kim Anh. Nhớ. Và cộng thêm một cây son dưỡng nữa.
một cây son dưỡng là 6 màu. Nhớ nha. Và còn đây là 5 màu cũ của bên Nhật Kim Anh. Đây là 5 màu cũ và đây là 5 màu mới. Các bạn nhìn trên màn hình á, thì có thể là nó không được chính xác, nhưng mà các bạn nhìn ở bên ngoài á, là màu nào nó rất là đẹp và nó khác hoàn toàn. Các bạn khi mà các bạn mua 10 màu son của bên Nhật Kim Anh, các bạn pha trộn lại với nhau thì các bạn cho ra được rất rất là nhiều màu son khác nhau nữa. Ví dụ như là màu hồng da mình đánh ở dưới, hoặc là màu nude mình đánh ở dưới, rồi mình đánh đỏ lồng môi lên. Kim Anh ví dụ nha, hiện bây giờ Kim Anh đang đánh là màu nâu đất, thì Kim Anh sẽ phối với lại màu đỏ gạch cua. Kim Anh thử cho cả nhà coi nhé. À, đó, thấy không? Mình thử với cái màu đỏ gạch cua nè. À, đánh lòng môi thôi. Đó, cả nhà thấy không? Hồi nãy á, là Kim Anh đánh á, là cái màu đó là màu nâu đất. Sau đó thì Kim Anh đánh màu đỏ gạch cua lên, thì hai màu phối hợp lại thì nó ra như thế này. Đúng không? Rất là dễ thương. Mình đang sàng sản phẩm bên em rất rất ok. Dạ em cảm ơn Nguyễn Thuận ạ. À, em cảm ơn rất nhiều. Hot 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 luôn chế Nathan, đúng rồi, rất là hot luôn. Ngày hôm nay mới vừa về, mới vừa đập hộp luôn. Son dưỡng bao nhiêu? Son dưỡng cũng 350 luôn. Tại vì cái chất son dưỡng của bên Kim Anh á, nó rất là mắc. Tại vì nó có dầu argan nè, tinh dầu cúc la mã nè, sáp vi tinh chế nữa. Cái vi tinh thể á, nó cải thiện và nó giúp dưỡng ẩm cái môi của mình. Đó là cây son dưỡng nha. Cho nên là cái giá của cây son dưỡng, tuy rằng nó không có màu, nhưng mà cái giá của nó cũng ngang ngửa với lại cái son bình thường của mình, của Kim Anh. Thì nó cũng là 350. Hóng son mới quá bot ơi, khách hỏi son mới nhiều quá. Về rồi nha em, Minh Nguyễn ơi. Về rồi nha, bây giờ mọi người order liền để công ty chuyển hàng xuống cho các bạn nha. Liên hệ liền. Trời ơi, hôm nay là tôi không kịp mà sửa soạn quần áo đẹp để thử 5 màu son luôn. Mà hôm nay tôi mặc đồ nâu, đồ Phật tử để thử cho cả nhà mình coi luôn. Tôi nôn quá đi nè, coi như không có đeo cái gì luôn á. Đó, nôn quá nôn rồi. Năm màu mới nha, năm màu mới đã về công ty Laura Sunshine. Hy vọng là cả nhà mình sẽ yêu thích năm màu son mới này của Nhật Kim Anh. Năm màu mới Kim Anh có ghi ở trên các bạn ghi ở trên Facebook này luôn. Cả nhà mình order tất cả các nhà phân phối nha. Kim Anh không bán lẻ, cho nên là các bạn đừng inbox vào trong cái Facebook nha. Kim Anh không có thời gian check đâu. Hy vọng là cả nhà sẽ yêu thích năm màu mới này của Nhật Kim Anh cùng với năm màu son cũ. Và Kim Anh cam kết luôn, lần này là sẽ làm hài lòng tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn khách hàng của Nhật Kim Anh rất nhiều. Cảm ơn các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên. Xin cảm ơn. Và lần này mong là mọi người sẽ ủng hộ Kim Anh nhiệt tình nha. Xong về rồi, đúng rồi Thăng Định ơi, xong mới về rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà mình nhiều. Chúc cả nhà mình một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.